Apple di rời dây chuyền iPhone. Ông Terry Wu nói rằng Apple nên di rời dây chuyển sản xuất iPhone tới lãnh thổ Đài Loan. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không có dấu hiệu hạ nhiệt, Apple được xem là nạn nhân tiếp theo trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt sau khi Huawei bị cấm tiếp cận các công ty Mỹ. Khi Bắc Kinh chưa có ý kiến nào về số phận Apple thì mới đây, người đứng đầu Foxconn, công ty gia công iPhone khuyên Tim Cook nên rời nhà máy khỏi Trung Quốc đại lục. Sáng lập Foxconn Terry Wu nói rằng tại lãnh thổ Đài Loan công ty có đầy đủ trang bị cần thiết đáp ứng yêu cầu của Apple nếu công ty này rời nhà máy tới đó. Việc Terry Wu một mực khuyên Apple rời dây chuyền sản xuất iPhone e tới Đài Loan không có gì lạ. Nhà sáng lập Foxconn đang vận động tranh cử vào vị trí lãnh đạo Đài Loan nên việc thu hút công ty lớn của Mỹ tới lãnh thổ này sẽ có ưu thế rất lớn.